Xin chào quý vị khán giả quay trở lại với bản tin thể thao 24 giờ trên truyền hình MyTV. Ngày hôm qua tiếp tục là một ngày thi đấu sôi động của Olympic Paris khi liên tiếp diễn ra những nội dung hấp dẫn của các môn thể thao. Đáng chú ý là bộ môn bóng bàn và bóng đá. Chúng ta đã xác định được đội bóng giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại Paris lần này. Cùng với đó là những chuyển động của bóng đá quốc tế cũng như bóng đá Việt Nam cũng sẽ được cập nhật trong bản tin. Và trước hết, hãy cùng với chúng tôi đến với phần điểm tin. Olympic Tây Ban Nha giành huy chương vàng bóng đá nam. Hấp dẫn derby Manchester tại siêu cúp Anh. Đội tuyển Việt Nam đối đầu với đối thủ top 33 thế giới vào tháng 9. Mở đầu bản tin sẽ là kết quả của nội dung chung kết bóng bàn đồng đội nam tại Olympic Paris với cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Thụy Điển. Trước thềm nội dung đồng đội nam diễn ra, bóng bàn Trung Quốc đã thâu tóm đa số các tấm huy chương vàng ở các nội dung trước đó và vào ngày hôm qua, họ tiếp tục có được niềm vui chiến thắng trước đại diện đến từ châu Âu để khép lại kỳ Olympic rất thành công ở bộ môn bóng bàn. Bước vào trận đánh đôi đầu tiên, hai tay vợt của Trung Quốc xuất trận là Wang Chuqin và Mã Long. Họ đối đầu với bộ đôi Christian Carlsen và Alton Cuthbert bên phía chiến tuyến của Thụy Điển. Trong trận đấu đầu tiên, bộ đôi người Trung Quốc thi đấu không quá tốt khi liên tiếp có những pha đánh hỏng, qua đó nhận thất bại 81. Tuy vậy, Wang Chuqin và Mã Long đã rất nhanh chóng trở lại sau đó với hai chiến thắng cách biệt ở hai trận đấu sau đó, lần lượt với tỷ số là 11-4 và 11-3. Bước sang set 4, hai tay vợt người Thụy Điển bất ngờ vùng lên và có được chiến thắng 11-6 và trận đấu buộc phải bước vào set 5 quyết định. Tại đây, bộ đôi người Trung Quốc là những người bản lĩnh hơn khi có chiến thắng 11-7, qua đó giúp Trung Quốc dẫn trước 1-0. Ở trận đánh đơn diễn ra sau đó giữa Phan Xen Dong và Chu Moregat cũng đã phải diễn ra trong 5 set đấu và kịch bản diễn ra giống như ở trận đánh đôi trước đó. Tay vợt người Thụy Điển là người có chiến thắng trong set 1, nhưng Phan Xen Dong rất nhanh chóng có được 2 chiến thắng ở 2 set đấu sau đó để nắm lợi thế. Dù Chu Moregat đã rất cố gắng khi có được chiến thắng trong set 4, nhưng Trung Quốc vẫn là đội thắng chung cuộc khi Phan Xen Dong kết thúc trận đấu với chiến thắng 14-5 trong set quyết định. Ở trận đấu thứ 3 giữa Wang Chuqin và Christian Carlsen, tay vợt người Trung Quốc đã dễ dàng có được chiến thắng trong hai set đấu đầu tiên với lần lượt tỷ số 11-9 và 11-5. Tưởng như đây sẽ là trận đấu dễ dàng cho Wang Chuqin, nhưng bất ngờ Christian Carlsen vùng lên mạnh mẽ và có liên tiếp hai chiến thắng ở hai set đấu sau đó. Tuy vậy, trong set 5, Wang Chuqin đã thể hiện đẳng cấp của mình khi đánh bại đối thủ 11-2 để chính thức đưa Trung Quốc có lượt tấm huy chương vàng nội dung đồ đội nam. Như vậy, Wang Chuqin, Phan Xen Dong đã có được cho riêng mình hai tấm huy chương vàng tại Olympic Paris lần này và khép lại một kỳ Thế vận hội thành công cho bóng bàn Trung Quốc. Vào đêm qua đã diễn ra trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam giữa chủ nhà Olympic Pháp và Olympic Tây Ban Nha. Đúng với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đã tạo nên thế trận nghẹt thở và kịch tính cho đến những phút cuối cùng. Chủ nhân của tấm huy chương vàng trượt lộ diện sau 120 phút thi đấu và chiến thắng đã thuộc về đội bóng bản lĩnh hơn. Đúng với tính chất của một trận chung kết, cả Olympic Pháp lẫn Olympic Tây Ban Nha đều đã cho thấy quyết tâm giành chiến thắng khi tạo nên thế trận đối công hấp dẫn. Sau những tình huống nguy hiểm được tạo ra, bàn mở tỷ số đã tới theo một kịch bản không ai ngờ. Phút 11, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Alex Baena đã có pha phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Enzo Milo tung ra cú dứt điểm và khiến thủ thành Tenas lúng túng mắc sai lầm, qua đó mang về bàn dẫn trước cho đội chủ nhà. Olympic Tây Ban Nha đã có câu trả lời ngay sau đó. Phút 18, sau một pha ban vật ở trung lộ, Alex Baena đã có đường cho khoe thuận lợi cho Fermin Lopez dứt điểm gọn gàng để mang về bàn gỡ hòa cho đội khách. Kể từ thời điểm này, cơn ác mộng đã ập đến với U23 Pháp. Chưa đầy 10 phút sau khi bị đối thủ gỡ hòa, đoàn quân của huấn luyện viên Thierry Henry đã phải nhận thêm hai bàn thua khác do công của Fermin Lopez và Alex Baena. Bước sang hiệp 2, La Roja chủ động giảm nhịp độ trận đấu và nhường lại thế trận tấn công cho chủ nhà. Tận dụng điều này, Olympic Pháp đã không ngần ngại đẩy cao đội hình và tạo ra vô vàn những pha dứt điểm về khung thành của đội khách. Sau những cơ hội nguy hiểm được tạo ra, thành quả cuối cùng đã tới với Olympic Pháp. Phút 79, xuất phát từ pha đá phạt khó chịu của Michael Olise, bóng vô tình tìm đến Magnus Alius và đi thẳng vào lưới, qua đó giúp ăn tỷ số trận đấu. Hưng phấn sau bàn thắng, Olympic Pháp tiếp tục dồn lên tấn công. Nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà đã đền đáp
với quả đá phạt đền trong những phút bù giờ. Và tiền đạo Philippe Mateta đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và trận đấu buộc phải bước sang hiệp phụ. Ở hiệp phụ thứ nhất, Olympic Tây Ban Nha là đội chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng với pha vào bóng tinh tế của tiền đạo Sergio Camello. Trong những phút sau đó, Olympic Pháp cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng ở phút bù giờ của hiệp phụ 2, họ đã bị đối thủ phản công và nhận bàn thua thứ 5 ở trận đấu này, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc. Chiến thắng này giúp Olympic Tây Ban Nha lần đầu tiên có được tấm huy chương vàng bóng đá nam Olympic sau 32 năm chờ đợi. Trong khi đó, chủ nhà Pháp sẽ phải tiếp tục chờ đợi ít nhất 4 năm sau, nơi Olympic 2028 sẽ được diễn ra tại Mỹ để thực hiện hóa giấc mơ vàng. Và 21 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, tâm điểm sẽ đổ dồn về sân động Wembley, nơi diễn ra trận tranh siêu cúp Anh giữa Man City và Man United. Đây sẽ là một trận đấu mở ra một chiến dịch mới tại xứ sở sương mù và Wembley tiếp tục là điểm hẹn để giải quyết những duyên nợ đến từ hai đội bóng thành Manchester. Cuối tháng 5 vừa qua, Quỷ Đỏ đã đánh bại người hàng xóm để có danh hiệu FA Cup thứ 13 trong lịch sử và họ rất muốn tái hiện lại điều này ở trận đấu sắp tới. Trong khi đó, thì với tư cách là đương kim vô địch Premier League, Man City đã hướng đến danh hiệu đầu tiên trước thêm mùa giải 2024-2025 khởi tranh. Cả hai đại diện thành Manchester đều có giai đoạn tiền mùa giải không mấy suôn sẻ. Với Man United, họ tập trung từ rất sớm và thi đấu cọ sát nhiều. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ thắng 2 trận và để thua 3 trận trong loạt trận giao hữu. Không chỉ có kết quả không tốt, hai cầu thủ quan trọng của họ là Rasmus Højlund và Lenny Yoro còn gặp chấn thương và chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu với Man City. Việc Højlund chấn thương và tân binh Ziyech chưa có thời gian hòa nhập khiến huấn luyện viên ten Hag đau đầu trong việc lựa chọn tiền đạo. Tuyến giữa của họ cũng đang gặp vấn đề khi Casemiro sa sút phong độ từ mùa trước. Nhiều trụ cột của Man United như Bruno Fernandes, Lisandro Martinez hay Luke Shaw chỉ vừa mới trở lại sau quãng nghỉ bù và chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Bởi vậy, dù tập trung từ sớm, nhưng Man United vẫn chưa thể khắc phục được các vấn đề tồn đọng. Điểm sáng hiếm hoi là phong độ tốt của Amad Diallo và Mason Mount ở các trận giao hữu. Bên kia chiến tuyến, Man City tập trung khá muộn. Bởi vậy, giữa hiệp khi đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola không có sự chuẩn bị tốt nhất. Bằng chứng là họ để thua 3 trên 4 trận giao hữu tại Mỹ hơn 2 tháng kể từ sau lần gặp nhau gần nhất tại trận chung kết FA Cup cuối mùa giải 2023-2024. Hai nửa thành Manchester lại phải chạm trán nhau trong một trận chung kết khác cũng ngay tại thánh địa Wembley. Lần trước, huấn luyện viên Erik ten Hag đã xuất sắc đánh bại người đồng nghiệp Pep Guardiola được đánh giá cao hơn rất nhiều với các bàn thắng của Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo giúp Quỷ Đỏ giành chức vô địch bất chấp bàn thắng muộn của Jeremy Doku. Kết quả đối đầu giữa hai đội trong 5 lần gặp nhau gần đây khá cân bằng. Hiamu có được 2 trận thắng và Man City thắng 3 trận còn lại. Xét phong độ trong các trận giao hữu gần đây, cả hai đều không có sự chuẩn bị quá tốt. Quỷ Đỏ để thua 2 trận và thắng 3 trận, trong khi nhà vô địch nước Anh để thua 3 trận và chỉ thắng 1 trận. Xét về lịch sử, đây là giải đấu của Man United. Bao gồm cả những chiến thắng trước đó trong quá khứ, họ đã giành được Community Shield nhiều hơn bất cứ đội nào khác với 21 lần nâng cao danh hiệu. Năm gần nhất mà Quỷ Đỏ có được danh hiệu siêu cúp nước Anh đã cách đây 8 năm. Theo đó, Quỷ Đỏ đánh bại Leicester City năm 2016 để có được danh hiệu này trong trận đấu đầu tiên dưới triều đại của người đặc biệt Jose Mourinho. Sau nhiều thông tin liên quan đến lịch sở hữu của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 9 là hai đối thủ có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là Thái Lan hạng 101 và đội tuyển Nga hạng 33. Cuối cùng, thông tin trên cũng đã được xác định bởi người chồng cuộc. Thời gian qua, truyền thông nước nhà rộ tin đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp so tài với đội tuyển Nga trong dịp FIFA Days tháng 9. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn. Hiện tại, mọi thứ đã trở nên sáng lạng và rõ ràng hơn. Theo thông tin được tờ Sport Express của Nga đăng tải mới đây, đội tuyển nước này sẽ có chuyến hành quân sang Việt Nam để đá giao hữu với những chiến binh sao vàng vào tháng 9. Các trận giao hữu dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam đàm phán thành công. Đáng nói, tờ báo Nga còn dành sự quan tâm đặc biệt cho một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam, đó chính là thủ môn Đặng Văn Lâm. Điều này cũng không có gì bất ngờ khi mà Đặng Văn Lâm sinh ra ở Moscow, mang trong mình dòng máu Nga và có thời gian thi đấu ở các câu lạc bộ bóng đá Nga trước khi chuyển sang Việt Nam vào năm 2010. Ở thời điểm hiện tại, Văn Lâm đang là một trong những thủ môn hàng đầu và là trụ cột trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Thông tin đội nhà sẽ đối đầu với đội tuyển Nga mang đến sự phấn khích cho đội tuyển Việt Nam. Lý do là bởi đội tuyển Nga đánh giá là một quân xanh chất lượng, hiện xếp hạng 33 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, một cái tên khác cũng đang được VFF đàm phán là đội tuyển Panama cũng đang được đánh giá chất lượng không kém, hiện xếp hạng 35 trên thế giới.
Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với các cộng sự của mình đang trong quá trình tuyển quân để chuẩn bị cho những trận đấu giao hữu sắp tới. Vị chiến lược gia người Hàn dự kiến sẽ triệu tập 30 cái tên cho đợt tập trung lần này. Bản danh sách hội quân dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 8 tới đây. Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội là hai đại diện của bóng đá Việt Nam sẽ tham dự ASEAN Club Championship 2024-2025 diễn ra từ ngày 21 tháng 8. Giải đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đây là nơi hội tụ của những ông lớn bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa thể biết mình sẽ xem giải đấu này ở đâu trên truyền hình. Giải vô địch câu lạc bộ Đông Nam Á ASEAN Club Championship lần đầu được tổ chức lại sau 19 năm. Bóng đá Việt Nam có hai đại diện tham dự là câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội vô địch V-League 2023 và câu lạc bộ Thanh Hóa, đội đoạt cúp quốc gia 2023. Thanh Hóa đã trận ra quân gặp đại diện Myanmar Shan United trên sân nhà vào ngày 21 tháng 8. Trong khi đó, đội bóng người Công an sẽ mở màn bảng B với trận đấu rất đáng được chờ đợi với nhà vô địch Thai League Buriram United vào ngày 22 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam đang đối diện khả năng không được xem trực tiếp câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa thi đấu ở AFF Cup Championship 2024-2025 trên sóng truyền hình. Theo đó, bản quyền phát sóng giải vô địch câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025 được nắm giữ bởi nhà đài Spotify Thái Lan. Được biết, hiện tại chưa có đơn vị truyền hình nào tại Việt Nam đàm phán mua thành công bản quyền giải đấu này. Chỉ còn hơn một tuần nữa là AFF Cup Championship 2024-2025 sẽ diễn ra nếu thời gian tới chưa có nhà đài nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình. Như khả năng, các khán giả sẽ không được theo dõi trực tiếp Công an Hà Nội và Thanh Hóa thi đấu. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi trong bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.